Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một video đánh giá sản phẩm âm nhạc đặc biệt thương hiệu hàng đầu Bose. Hãy cùng Bạch Long Thor khám phá về loa Bluetooth Bose và những điểm đáng chú ý của nó. Như các bạn đã thấy thì trên màn hình thì loa có một sắc màu đen, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cũng là một phần phụ kiện đề co trang trí rất là tinh tế và đẳng cấp. Cùng các phím chức năng ở bên ngoài loa nằm bên trên giúp các bạn dễ dàng thao tác. Đầu tiên chúng ta sẽ đào lại về âm thanh, chất lượng của loa. Sự kết hợp giữa bass và treble rõ ràng, thực sự là một điểm đáng chú ý khi mà trải nghiệm âm nhạc qua loa Bluetooth Bose. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các cảnh sử dụng loa ở điều kiện khác nhau như là trong nhà và ngoài trời. Các bạn hãy trải nghiệm âm thanh so sánh ở hai video sau. Lại, loa Bluetooth Bose thực sự là một sản phẩm đáng giá với âm thanh, chất lượng tuyệt vời và thiết kế sang trọng. Bạch Long To rất khuyến khích các bạn thử nghiệm và trải nghiệm sản phẩm này. Hãy để lại nhận xét của bạn về sản phẩm hoặc bất kỳ câu hỏi nào ở bình luận bên dưới nhé.